Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Chiều nay mình ghé vào cái quán Ngầu Ký trên đường Phạm Nhân Chí, quận 6 đó các bạn. Mình thấy quán ăn bán những cái món ăn hoa đó các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn, lúc nào cũng nhìn cũng hấp dẫn. Với những cái chảo lửa phừng phừng luôn, và chiên đồ thì lửa lớn rất là mạnh mẽ, rất là săn chắc nha những cái món ăn. Cho nên mình ghé đó mình quay review cho các bạn cùng xem. Và mình mời các bạn dùng với mình hai cái món mà mình mua về. Đó là hủ tiếu mì xào giòn và sườn xào chua ngọt nha các bạn. Bây giờ là tầm khoảng 5 giờ chiều các bạn. Mình đang đứng trên đường Phạm Văn Chí, ở đây thuộc phường 8 quận 6 nha các bạn. Mình thấy ở đây có cái quán bán những cái món ăn hoa, quán tên là Ngầu Ký. Mình thấy khách tới mua về cũng rất là nhiều luôn đó các bạn. Bán những cái món ăn hoa, và mình sẽ vào đây mình quay review cho các bạn cùng xem như thế nào ha, những cái món ăn nó như thế nào. Địa chỉ ở đây là số 430 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6 nha các bạn. Có cả số điện thoại để ship hàng luôn. Mình sẽ để ở phần chạy chữ trong video nha các bạn. Các bạn xem thì các bạn nhấn vào chữ đăng ký rồi nhấn vào hình cái chuông để đăng ký kênh ủng hộ mình và bật thông báo để xem những video tiếp theo nha các bạn. Mình nhận thấy là lượng khách đến mua và ship hàng mang đi cũng khá là nhiều đó các bạn. Không, đang đặt hàng và cô chủ đang ghi món. Thì bây giờ lửa khè rất là hấp dẫn luôn. Những cái món qua là sử dụng những cái bếp và bơm bằng dầu anh. Không khí nó hơi ồn nha các bạn. Bây giờ lửa rất là mạnh luôn. Bây giờ mình làm món gì anh? Sườn xào chua ngọt. Những cái cục sườn rất là to luôn. Ngay cái này giống như đã tẩm bột rồi hả anh? Đây, ở đây một bếp rồi, trong kia một bếp. Đang làm những cái sườn xào chua ngọt đó. Đó, những cái chỗ miếng xào đã tập bột các bạn. Là sốt gì anh? Sốt chua ngọt. Thì xào là sườn xào chua ngọt, phải có sốt sườn xào chua ngọt theo. Mang về thì cái sốt mình để riêng, cái sườn để riêng. Để riêng em rồi mình chan vô. Mình cho phải ít bột năng vào nó sẽ sánh lại. Cái món sườn xào chua ngọt mang về thì cái sốt mình để riêng á. Cái sườn để riêng, chứ mình đổ vô chung nó sẽ bị mềm đó các bạn. Về nhà mình mới đổ chung vô lại. Cái này phần cơm mình ha. Cơm đỏ. Dạ. Cơm đỏ. Cơm đỏ. Cơm đỏ, cơm mớ, cơm đỏ. Thank you.
cơm với lửa mạnh như vậy, cơm sẽ rất là giòn và rất là săn ha. Cái lửa nó khè mạnh quá các bạn, nghe tiếng rất là ồn luôn. Là cơm nhỏ. Dạ, này cơm đỏ đó anh. Còn cơm này ăn với cái gì? Dạ, mình ăn với cơm bắp cải, ăn trứng đồ cũng được, hay là ăn gà cũng được. Đây là món gì vậy cô? Bông thập cẩm, bông cải. Bông cải nữa, bông cải thờ thập cẩm ha. Đúng rồi. À, một hộp vậy là bao nhiêu cô? 110. Dạ, cái này là thịt viên. Thịt viên ha. Thịt viên, thịt nạc, cực, gân. À, cái này chắc là bò lúc lắc ha. À, rất là hấp dẫn luôn. Cái bò lúc lắc được sắc cũng rất là to. Rồi, ốc chuông, hành tây, hành lá, cái miếng cộng đầu hành đó các bạn. Rào dưới này, rào dưới này thì cũng thật rất là săn chắc các bạn. Rồi, cái nước sốt chuông. Đói quá. Ừ, ở quận 5 là năm 87 tới đây tới bây giờ luôn. Anh vô đây lâu chưa anh? Vô đây là năm 91. Dạ dạ. Là cũng 30 năm rồi. Mỗi ngày là bán từ 2 giờ tới tối 10 giờ 30. À, 2 giờ chiều tới 10 giờ 30 tối. À, các bạn khu vực này có thể ghé quán Ngầu Ký ăn nha, rất là ngon luôn. Những cái món đặc sắc. Thịt heo, có bao tử, có gà, có nạc, có chim. Thịt chim. Ở đây một phần hủ tiếu xào giá bao nhiêu cô? Dạ 50. 50 ha. Thành phần đồ ăn nó là vậy đó. Còn nó có cái đặc biệt nữa, đặc biệt là 100, nó có cơm, có mực. Châu hả con? Dạ, con kia châu. Nhiều một phần con? 50. 50 luôn ha. Đây là thứ xào thịt nạc. Đó, rồi sắp rau cà lên. Đây là cô làm cái nuôi xào thịt nạc nè. Dạ, đúng rồi. Này cũng nhiều. Cái này 60. 60 ha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn, cái màu rất là bắt mắt luôn. Màu nhà làm á. Quá chất không có gì hết. Lắp bằng lò điện. À, mình bỏ vô, mình lắp bằng điện luôn. À, ra nguyên cái bánh vô mà, cái nồi. À. Sau khi mình hấp ra là mình phải hấp lại lại cho cơm nó được có khô. Cho nó mềm á, cho cái cơm nó mềm. Nó mềm. Phải qua hai cái công đoạn này. Rất cơm mềm. Ăn nó mới ngon. Quay đã đời ở quán Ngầu Ký rồi. Thì mình mua hai món mang về. Đây là sườn xào chua ngọt các bạn. Thì nếu mình đổ sốt vô thì nó sẽ bị mềm nha các bạn. Rồi mình để riêng ra để mình cho các bạn cùng xem. Đây là sườn xào chua ngọt. Đây là hai cái món này. Đây là cái sốt chua ngọt. Cái món sườn xào chua ngọt giá là 95 ngàn các bạn. Chúng ta thấy sườn được chiên qua tẩm bột.
rất là nhiều không? Nhìn rất là hấp dẫn. Và cái món thứ hai là hủ tiếu mì xào giòn. Đây, là cái này là những cái thịt thà và sốt đây. Sốt sệt sệt để ăn cái hủ tiếu mì xào giòn. Thì cái món hủ tiếu mì xào giòn này giá là 50. Cái sườn xào chua ngọt mình sẽ ăn ăn với cơm trắng, mình sẽ ăn sườn xào chua ngọt các bạn. Cơm này là ở quán luôn nè. Cơm này không phải nấu trong cái nồi cơm mà là hấp các bạn. Mình mời các bạn cùng dùng với mình nhé. Nếu mà mình ăn ở quán thì cái nước sốt này sẽ cho vào cái sườn này luôn. Nhưng mình để riêng mình quay các bạn xem. Bây giờ mình cho vào. Mình cho cái nước sốt này vào cái sườn chua ngọt để mình ăn với cơm ha. Tưới vô. Đó, nhìn hấp dẫn không? Ngoài ra còn có cái sốt chấm nha các bạn. Còn đây là tương ớt. Mình cho một chút tương ớt vào cái sốt chấm này luôn. Rồi, mình mời các bạn cùng dùng với mình nha. Mình nếm thử cái nước sốt này. Nước sốt này là nước sốt chua ngọt. Đúng với cái tên gọi của nó. Vừa chua chua ngọt ngọt. Nhưng nó cũng vừa nha các bạn. Rồi mình dùng cái sốt chua sườn xào chua ngọt này mình ăn với cơm nha các bạn. Đó, cơm này là cơm hấp luôn nè. Ở trong đây cũng mình cũng thấy có dưa leo, củ hành tây, rồi cà các bạn. Cái sườn xào chua ngọt thì cái sốt này được chiên qua bột để riêng ra thì nó sẽ giòn. Mình mới mang về mình để sốt riêng ra cho nên cái bột tẩm qua cái thịt đó nó còn giòn các bạn. Cái sườn ăn cũng khá là béo. Và mềm đó nè, rất là dễ ăn, dễ cắn. Còn cục xương không. Cái vị sốt chua chua ngọt ngọt để mình cho một chút sốt vào cơm mình ăn. Cái này nó có nước sốt chua ngọt rồi, mình không cần phải chấm cái gì đâu các bạn. Mình chỉ ăn kèm miếng ớt cho nó cay ra. Sốt chua ngọt rất là vừa ăn luôn. Miếng thịt cũng rất là mềm. Cái lớp bột áo phía ngoài nó còn giòn các bạn. Quá ngon luôn. Thịt nó mềm béo. Cái sốt thì chua chua ngọt ngọt. Cộng với lại cái bột các bạn. Mình tưới sốt lên thì nó mềm đi một chút xíu nhưng mà nó còn cái độ giòn giòn một chút. Cái bột ăn nó xốp xốp, mềm mềm. Bùi. Miếng sườn vừa ăn các bạn. Làm hơi mấy cục luôn. Miếng thịt ốp nó cũng vừa ăn, cũng đậm đà lắm. Thì cộng với cái bột giòn giòn. Cái món này... ăn với cơm là rất là ngon luôn các bạn, ăn với cơm là hợp lý á. Trải nghiệm qua cái món sườn xào chua ngọt ăn với cơm khá ngon đó các bạn, rất ngon, rất là thú vị luôn, mình cũng rất là thích. Những cái món rất là dễ ăn luôn. Và giờ mình thử cái món tiếp theo ở cái quán Ngầu Ký nha các bạn, đó là hủ tiếu mì xào giòn. Cái món đặc trưng của những cái món ăn Hoa đó các bạn. Hủ tiếu mì xào giòn thì đây có là hủ tiếu xào mềm nè. Rồi những cọng mì giòn, cái chén cái này là có chấm nè các bạn, chén tương ớt, cái sốt xào nè, cái nước nó sệt các bạn, trong đây có thịt nạc, trong đó có cải ngọt nè các bạn, thịt nạc cũng khá là nhiều, rồi thịt viên, đây là cái miếng gan, đây là cái miếng cật, ở đây mình không thấy có hải sản nha bạn, đây là cái miếng bao tử,
Cái hủ tiếu mì xào này thì sẽ ăn với sốt. Bây giờ mình chan những cái sốt này vô. Đó, nhìn khá là hấp dẫn luôn. Chan nước sốt lên. À, thay vì cái này có thể là mình múc ra chén mình ăn thì mình để cái này mình để vô cái mình xử luôn cái dĩa luôn. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá, trộn đều lên các bạn ơi. Uống miếng nước thấm dòng ấy. Nước đá me bà xã mình mới làm. Đây là cái phần hủ tiếu nè. Mình nếm thử cái nước sốt xào. Cũng rất là đậm đà luôn. Không có mặn các bạn vừa ăn. Và cái nước sốt nó cũng có bột năng cho nó cũng sạch sạch, rất ngon. Mình thấy quán cũng đông đó các bạn, mặc dù bán mang về. Cái cọng mì giòn các bạn. Nhưng mà nó xốp ha. Cái nước sốt này nó không có mặn. Cho mình húp đã luôn. Cái cọng mì giòn mà nó xốp các bạn. Cho nên mình ăn á, mình cắn thì nó giòn. Nó tan ra luôn. Đây là thịt viên. Đây miếng cật các bạn. Đây cật nè. Cái nước sốt cay ngon quá. À, cái cật thì mình không nghe thử mùi, mình không nghe cái mùi hôi ha. Và nó giòn giòn các bạn. Cái món hủ tiếu mì xào này là mình cũng là cái món khoái khẩu của mình đó các bạn. Nhưng mà ở đây thì chỉ bán các loại thịt. Thịt heo, còn mình không lấy hải sản. Chấm vô cái sốt. Đây là cái miếng thịt nạc nè. Thịt nạc cũng được cái anh thợ ảnh xào trên cái chảo lửa lớn đó các bạn, lửa khè đó. Cho nên cái thịt nó cũng săn lại các bạn. Cái nước sốt này húp đã đời luôn. Bởi vì nó không có mặn. Rồi cái miếng gan nè, miếng gan cũng to lắm mà. Rất bùi luôn. Rồi còn bao tử nữa. Cái coi nó mềm không. Cái miếng bao tử nó giòn giòn các bạn. Và nó cũng mềm. À, hai cái món hủ tiếu mì xào và sườn xào chua ngọt. Rất là vừa ăn luôn. Mình thấy quán không có ăn tại chỗ, chỉ mang về, nhưng mà cái lượng khách đến mua về cũng khá là đông đó các bạn. Các bạn ở gần có thể ghé sang quán Ngọc Ký để mà mua ăn thử nhé. Và các bạn ở xa thì có thể xem video giải trí như là một nét văn hóa ẩm thực của Sài Gòn nha các bạn. Mình xin kết thúc video ở đây. Các bạn nhớ chia sẻ những món ăn ngon cho mọi người cùng biết nhé. Mình hẹn các bạn video sau nha. Bye bye.